Bà Nguyễn Thị Tuyến, người dân kiệt 109 đường Mẹ Xúc, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi từ nơi trú ẩn trở về. Toàn bộ vật dụng trong nhà của bà Nguyễn Thị Tuyến đều bị ngâm trong nước lũ. Lớp bùn đất vàng khè đóng từng mảng lớn trên nền nhà, ghế sofa khiến bà Tuyến ngao ngán. Nhìn vết nước trên bức tường, bà Tuyến so sánh với trận mưa năm ngoái thì vẫn còn thấp. Nhưng trước đó, gia đình bà Tuyến không hề lơ là mà chủ động kê cao tủ lạnh, tivi phòng trường hợp nước lớn. Nói là vậy, nhưng chưa bao giờ bà Tuyến nghĩ rằng lịch sử trận đại Hồng Thủy năm 2022 lại có thể lặp lại một lần nữa. Hầu có đây là nước vẫn ngập, vẫn cái đường điện trâu, đồ hết trơn rồi. Rồi có về là còn cái bạc ở nhỏ này nè, bạc nắp cái đây. Cái đồ dọn tới từ kia sang, giờ cô lặng tháng sau nhất. Tháng sau nhất thành vô nước nhất, nó rút la lao. Thành ra từ cô luồn ra sang, đồ này nè, đồ có đâu thấy rồi đó. Cậu giường đồ cô để ra nó, cậu rinh ra để luồn thấy rồi, rồi già rồi rửa lại thôi. Giờ biết cái cạnh thì còn rút thì trái cà ba mặn mưa to, nó vô lại, nó vô chân nó được, thời tiết mình đâu có hiểu được. Trong khi đó, những người hàng xóm của bà Nguyễn Thị Tuyến vừa dọn dẹp vừa lắc đầu ngao ngán vì không biết đến khi nào mới dọn dẹp xong. Toàn bộ bàn ghế, giường chiếu, kể cả tủ quần áo đều nhuộm một màu vàng của bùn đất. Không ai có thể biết rằng sau trận mưa vừa qua, họ còn phải đón bao nhiêu trận mưa lũ như vậy nữa. Đến khi nào cuộc sống mới có thể quay lại như bình thường để yên tâm sinh sống. Thì hiện tại thì tụi em đã vào được phòng trọ và đã kê được cao đồ lên, nhưng mà ngoài đường thì vẫn còn nước, bây giờ tụi em tính về quê. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam, tính đến ngày 15 tháng 10, một số người dân vùng trũng phường Hòa Khánh Nam đã quay trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nước rút chậm, bùn đất tràn vào nhà khiến người dân mất nhiều thời gian để dọn dẹp.